Và nước bún cá của nhà cô là nước có vị đậm, ngà chan chút nước thôi. Vâng. Bình thường là nó như là nước của canh bún ấy. Vâng. Sẽ như thế. Khi cô bốc ra này, đây con cá nó hai cái bên cạnh của nó hơi cong lên một chút. Đấy, bây giờ là cô vớt cá này, nó hơi cong hai cái bên cạnh cá này nó hơi cong lên một tí, coi như là cá đủ độ chín này. Cô sẽ vớt làm hàng cá như là hàng hoa ấy sao. Vâng. Như thế này đúng không? Thì cháu sẽ lật con cá, cô sẽ lật con cá này lên này, và cô vuốt từ cái đoạn này. Đây nhá. Nhìn này đó. À, mình vuốt ở phần phía ngoài này là kéo được hết xương kéo ra luôn. Kéo được hết xương ra luôn. Hello, mình xin chào buổi sáng các bạn nhá. Các bạn ơi, bây giờ mình với cả các bạn đang đứng ở trên phố Hàng Bài các bạn ạ. Đến đâu kia là ra Hồ Hoàn Kiếm. Các bạn thấy là ở đấy là người ta đang có cái rào chắn đúng không? Cái rào chắn đấy các bạn ạ, bởi vì là hôm nay là ngày thứ bảy thì cuối tuần ở trên này người ta sẽ rào chắn từ cái phố Hàng Bài này này cho đến hất về cái khu vực Hồ Gươm kia, và xung quanh khu vực Hồ Gươm đấy người ta cũng rào chắn như thế để cho nó sẽ biến thành một cái phố đi bộ ấy, xe cộ sẽ không vào được. Thì như bây giờ mình còn thấy ở trên đấy là người ta đang có cái giải chạy marathon gì đấy cơ. Clip này mình và các bạn sẽ vào trong một cái quán bún cá Thái Bình các bạn nhá. Lâu rồi mình chưa quay bún cá Thái Bình, có khi phải đến cả năm nay rồi ấy. Bún cá Thái Bình là một trong những cái món ăn mà ở Hà Nội mình còn chưa bán nhiều đâu các bạn ạ. Nhưng mà cái món này ăn thì rất là đỉnh luôn các bạn. Ở đây là 21 Hàng Bài các bạn nhé. Đây là phố Hàng Bài vào buổi sáng sớm này. Đường vẫn còn rất là vắng, xe cộ đi lại cũng ít ít. Bắt đầu bây giờ là thời tiết mát mát dần lên rồi. Thực sự là vào cái thời điểm mùa thu mùa đông này mà thời tiết nó như mùa hè các bạn ạ. Hôm nào mà mát mát là sướng lắm. Giờ cái quán này nó nằm ở địa chỉ là 21D. Ở cổng ngõ này thì các bạn thấy là có một cái quán bún riêu người ta đang bán, chứ không phải quán bún cá Thái Bình đâu. Bạn nào mà không biết là không biết tìm đến đâu. Đấy, bạn này ở đây bạn bán bún riêu đây. Bún riêu 10 năm rồi đấy các bạn. Rồi anh xin phép nhá, cô nhà cô Hằng trong này em nhỉ. Đấy, bún cá Thái Bình cô Hằng các bạn. Cô ấy cũng không để tên gì, chỉ để là bún cá Thái Bình thôi. Đấy. Quán nằm ở trong nhà bên trong này. Đây, cô Hằng này rồi. Chào cháu cô. Chào cháu. Cô đang làm gì đây? Cô đang làm rau chuẩn bị hàng cho hôm nay cháu. Vâng. Nhà mình lại bán muộn đấy cô nhỉ? Ừ, nhà cô tầm 7 rưỡi thì bắt đầu có hàng. Thế ạ, còn bây giờ thì lúc này mình... Bây giờ lúc này là cô đang chuẩn bị rau cỏ. Vâng, đấy mình với các bạn đến quán của cô lúc này rơi vào khoảng tầm 6:25. Đấy, cô bán thì hơi muộn hơn một tí. Cô bán hơi muộn tại vì là cô bán cả ngày mà. Thế ạ? Ừ. Vâng. À, cháu thấy sáng sớm ở đây nhà mình cũng... À, khu nhà mình ở đây thì cũng nhiều người đi ăn ấy. Cô cũng bán sớm lên một tí để lấy thêm khách cô. Ừ, bán sớm nhưng mà nhà mình đa số cái món này là khách quen nhiều ấy cháu. À, thế à? Ừ, cái món bún của nhà cô buổi sáng nó lại hơi khan nước ấy. Nó là cái món đặc biệt của Kiểu buổi sáng sớm buổi thì sáng, người ta lại thích ăn món nước người ta thích ăn món nước hơn. Cái này của cô thì nước nó hơi ít ấy. Vâng. Ừ, nên là mình bán muộn một chút cũng được. Vâng. Cô đang làm mình cũng bán cả ngày mà cô nhỉ? Ừ, cô bán cả ngày. Vâng, đây cháu nhìn qua nhà cô một tí nhá. Ừ, đây. Nhà cô, cái nhà này biệt thự của Pháp từ lâu lắm rồi cháu. À thế hả? Ừ. Nhà mình đây là nhà luôn hay là mình không thuê đây cô? Đây là cô thuê của bác hàng xóm. À. Ừ. Nhà cô sẽ ở trên gác của cái nhà này. Nhà là nhà mình luôn đấy ạ? Ừ. Thế là cô sinh ra và lớn lên ở đây luôn à? Không. Hay như nào ạ? Cô về đây từ năm 98. Vâng. Nhưng mà phải đến năm 2015 cô mới bắt đầu bán hàng ăn. Vâng. Là cô bán luôn cái món bún cá này ấy hả? Ừ, trước đó cô cũng có bán tạp hóa, bán hàng Thái Lan đấy cháu. Vâng, đây cô bán tạp hóa đây các bạn này. Lúc mà mình vào thì mình thấy ố, mình vào một cửa hàng tạp hóa. Buổi thế tối... bây giờ là cô vẫn bán kèm tạp hóa với cả bún cá đúng không? Ừ, ta có một khách quen từ ngày trước, người ta vẫn cứ hay mua đồ của nhà mình ấy. Vâng, thì mình vẫn duy trì mình vẫn bán. Vẫn duy trì. Đây hôm nay cái lượng cần mình bán hay cô? Không, cũng có thể, nó cũng tùy cháu ạ. Có thể bây giờ như thế này xong là nếu thiếu thì mình lại tiếp tục làm. Đây buổi sáng thì nó cứ tuần tự việc nó quen rồi như thế. Đây là nồi canh của cô này. Vâng, đâu cô giới thiệu đây, cho con xem nào. Đây nồi canh của cô đây. Ừ.
Con ngửi là con thấy có mùi cá rồi đấy. Bên dưới này có xương cá, xương kia gì không cô? Xương cá và xương lợn đấy cháu. Một nồi canh của cô rất nhiều xương này. Xương cá, đầu cá và cả... À, cháu vừa thấy cái đầu cá nướng hay sao đúng không? Đây là đầu của cá quả cháu ạ. Vâng. Nhà cô là chuyên làm bằng cá quả. Có vẻ là của cô hơi nhiều xương cá. Xương cá, đầu cá này, đầu cá, vâng, đuôi cá, xương cá này. Đây đầu cá quả hết cô nhỉ? Cô chỉ dùng cá quả cô đấy chỉ à? Chỉ dùng cá quả thôi. Ừ. Đây kèm một chút những xương ống của lợn nữa để cho nước ngọt. Ăn nó sẽ đặc biệt chất. Cái món bún cá của mình đúng ra là nó cái bát, cái tô nó nhỏ thôi. Vâng. Ngày xưa là thường ăn vào từ 2 đến 4 rưỡi 5 giờ. Vâng. Giữa bữa trưa và bữa tối thì vâng, nó rất là ngon. Dạ. Lúc đó bụng nó nhẹ nhẹ rồi. Vâng. Ở Thái Bình mình thì người ta sẽ thường ăn bún cá vào thời điểm nào chú? Thường hay thường là... từ khoảng 2 giờ chiều đến đây. Còn buổi sáng thì tầm khoảng từ sáng thì vẫn có thôi. Nhưng vâng, thường thường để mà thưởng thức cái vị ngon nhất thì thường thường người ta ăn vào giữa bữa trưa và bữa chiều. Thái bún cá Thái Bình nhà cô thường ngày xưa là hay làm để ăn bữa xế. Ừ, chiều tức là bữa chiều tầm 2 giờ chiều cho đến 4 giờ 4 rưỡi chiều, lúc đấy là bữa trưa thì cũng hơi vơi bụng. Vâng. À, bữa tối thì chưa đến, thế là cái món ăn để ăn bữa xế. Thế bây giờ thì chắc là để phục vụ khách nhiều hơn. Bây giờ thì để phục vụ khách nhiều hơn thì là ăn tất cả. Vâng. Đang đi làm tự nhiên thèm cái vị mặn mặn đậm đậm cái, thế là thôi cũng làm bát. Cái món bún cá của mình đúng ra là nó cái bát, cái tô nó nhỏ thôi. Vâng. Ngày xưa là thường ăn vào từ 2 đến 4 rưỡi 5 giờ. Vâng. Giữa bữa trưa và bữa tối thì vâng, nó rất là ngon. Dạ. Lúc đó bụng nó cũng nhẹ nhẹ rồi. Vâng. Cái món bún cá này nó được ví như là nó no bụng nhưng nó không nặng bụng. Vâng. Ở Thái Bình mình thì người ta sẽ thường ăn bún cá vào thời điểm nào chú? Thường hay thường là... từ khoảng 2 giờ chiều đến đấy. Còn buổi sáng thì tầm khoảng là từ sáng thì vẫn có thôi. Nhưng mà thường thường để mà thưởng thức cái vị ngon nhất ấy, thì thường thường người ta ăn vào giữa bữa trưa bữa chiều. Ừ. Lúc đó rất là ngon. Vâng. Nhất là cái thời tiết hanh xe như này, ăn những cái bát bún cá vào cái lúc đó thì rất là tuyệt. Đây là hàng chuẩn bị để ninh nước xương buổi chiều. Vâng. Bởi vì là phải ninh lâu lâu thì nước xương nó mới ra được hết độ ngọt. Đây là xương lợn thì khi về đây là cô sẽ ngâm nước. Vâng. Độ khoảng tầm 1-2 tiếng để cho nó ra hết cái chất đỏ bên trong. Thì là cái nước xương nó sẽ rất là thơm. Vâng. Đấy. Thế là cái nước xương này, xương lợn này cô sẽ ninh khoảng tầm 2 tiếng, 3 tiếng gì đó. Đây là xương cá với cả đầu cá đấy. Vâng. Thì bình thường món ở quê nhà cô ấy là nó có thêm cái món chả cá. À. Chả cá thì người ta sẽ băm cái đầu với cả một ít của cái xương đuôi này này. Vâng. Đấy, một ít xương đuôi. Như thế thì nó sẽ rất là giòn, nhưng mà thì ở trên này này. Đây, thế này là như thế này để làm chả cá này ở dưới Thái Bình nhà cô đấy. Vâng. Nhưng mà thường là chả cá thì sẽ phải băm bằng tay. À. Mà bây giờ cô ở trên này ở tập thể nên là băm thì tiếng băm nó rất là lách cách lách cách. Vâng. Hàng xóm thì cái đấy là mình cũng không làm nữa. Thì thôi cô không làm nữa. Cái chả cá của Thái Bình ấy là nó bắt buộc nó phải có cái sự ăn nó có tách 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 nhẹ nhẹ của cái miếng xương rán giòn, răm răm xong lại có vị rán giòn của xương ấy. Vâng. Thế nhưng mà cho vào máy quay bây giờ thì nó bột ra thì ăn ra cái gì? Nó nghiền thì nó nghiền ra thì nó thành như kiểu là bột. Chả cá bột thế thì ăn nó không đúng vị, thế là cô sẽ không làm mà cô sẽ bỏ vào để cô ninh. Đây, xương lợn cô ngâm mấy tiếng ở đây thì nó sẽ trắng như thế này. Vâng. Đấy, nó sẽ không còn cái vị đỏ đỏ với nước của ấy nó chảy ra nữa. Vâng. Đấy. Thế là cô vớt ra để ráo này. Mình phải ngâm sạch mà nó phải ra hết những cái tiết ở bên trong miếng xương ấy. Như thế thì nước bún cá nó sẽ rất là trong, nó trong và nó ngọt. Vâng. Chứ còn để nguyên như thế thì nó sẽ có cái vị đỏ. Đây ví dụ như là miếng xương lợn như này cháu này, bình thường trong cái lúc người ta mổ thì người ta sẽ vứt quăng quật đây. Thì là xương cát, đất cát nó sẽ dính vào cái miếng xương như này. Vâng. Thế là chính vì thế là cô sẽ phải cho vào cô ngâm cùng cả một chút giấm để cho nó sạch. Ngâm ngâm để cho thứ nhất là nó những cái cát bám vào đấy thì nó sẽ rơi ra dần. Và sau đó là nó cái nước ở bên trong xương nó đỏ đỏ như thế ấy. Vâng. Thì cô sẽ phải ngâm như thế để cho nó hết đi thì là miếng xương nó sẽ trắng như thế này. Vâng. Sau đó là cô rửa. Thì khi mình ninh lên thì nước xương nó rất là cái nước ấy nó rất là trong. Vâng. Mà ngọt, mà thứ hai là rất là sạch sẽ. Đây cháu nhìn miếng xương trắng như thế này. Vâng. Đấy. Thường xương cục ấy thì nó sẽ ninh lâu ấy thì nó sẽ tạo độ ngọt. Vâng. Phải rửa kỹ như thế này cháu này. Vâng. Mình đã ngâm một thời gian xong rồi, xong bắt đầu cũng phải rửa lại từng miếng xương như thế này. Vâng. Để đảm bảo nó thật là sạch. Cô đã ngâm với giấm một thời gian rồi, xong bắt đầu
mình cứ mở máy thôi ạ. Vâng. Mở máy một và rửa từng miếng xương ở trên nước như thế này. Cái giấm thì nó cũng làm khử hôi luôn. Ừ, nó khử hôi của xương. Rửa cá đấy, rửa xương cá đấy, cô sẽ rửa như thế này. Cô sẽ moi hết cả, bóc hết những cái màng đen ở trong ruột con cá này. Vâng. Đây là miếng cá ở gần bụng con cá đấy cháu. Vâng. Thì nó vẫn dính một chút màng đen ấy, thì là phải ngồi mình tỉ mẩn, mình bóc hết những cái đen này ra. Rất là sạch như này, miếng xương nó trắng như này. Vâng. Đấy, những cái miếng tiết động các thứ là cô bỏ ra. Vâng. Này, đây. Đấy. Những đầu cá thì đây. Đây là đầu cá cháu nhá. Đấy, thì mình sẽ để cho nó sạch, mình moi cái đấy ở bên trong ra như thế này. Kiểu mang hết là mình phải bỏ hết đi. Không, mang thì bình thường cô cũng không bỏ đâu. Vâng. Bởi vì là cá quả nó ấy mà, thì cô đi lấy nước nhưng mà cô sẽ rửa sạch những cái máu động, những cái tiết động ở cái con cá và những cái màng đen ở bên trong bụng cá ấy. Vâng. Làm nó tỉ mẩn lắm cháu ạ. Nhưng mà cái chính là yêu món quê nhà mình. Đây, chuẩn bị. Cái loại này là cô để cô làm nước dùng. Thế vâng. Thì là cô sẽ cho xương lợn vào trước. Vâng. Đấy, cô sẽ cho xương lợn vào khoảng tầm cô sẽ ninh trong vòng 2 đến 3 tiếng cho nó ra tiết ra hết chất ngọt. Vâng. Đấy, thì trong cái thời điểm đấy thì cô đã rửa cái cá này rồi. Thì bây giờ tạm thời ta cho vào trong tủ đông để bảo vâng. quản. Vâng. Đấy, để bảo quản khi nào gần cho vào thì mình mới bê ra. Đây, nhà cô là cá quả. Đấy, sau khi sơ chế thì nó sẽ là những cái miếng cá như thế này. Đấy. Cô sẽ luộc xong sau đó cô phải dùng tay cô tách. À, đấy, rồi. Nó lại rất là cầu kỳ như thế. Vâng ạ. Chứ không phải như các món của kia là người ta phi lê sẵn cho mình. Vâng. Mà như thế này là cô sẽ luộc và sau đó phải dùng tay gỡ ra từng miếng xương một. Vâng. Nhặt cá quả này nhỏ. Thì mình lựa chọn nó như thế nào cô? Đấy, cứ lựa chọn tức là mình có những cái mối hàng như là cá quả của Nam Định hay cá quả của Thái Bình mang lên. Vâng. Đấy, đa số là cá Nam Định và Thái Bình mang lên thì cái vùng đó cái cá nó rất là ngon. Đây. Cô sẽ cho vào luộc như thế này. Mình có lựa chọn về kích cỡ không cô hay mình cứ loại nào cũng được? Không, phải có kích cỡ cháu ạ. Ví dụ cái tầm cá có hơn 1 cân một con thì cá nó rất là chắc thịt, như nhà cô này là cá là rất là chắc thịt này. Vâng. Mà một năm thì cũng có 1-2 đợt là cá khan hàng ấy. Cũng có cái thời điểm ví dụ như là mùa cá sinh sản thì người ta sẽ không ấy nhiều. Thì cá lại có trứng thì thịt cá nó sẽ tự nhiên nó trứng thì sẽ là ngon nhưng mà cá thì nó lại sẽ ấy đi. Ăn cái thịt cá nó sẽ bở hơn. Vâng. Thế là mình cứ chọn những con cá nó đúng tầm như thế này. Vâng. Tầm trên 1 cân một con. Dạ, vâng. Mà cá này cô luộc cũng khô, cũng không để sôi đâu. Cô để nóng một chút thôi. Sẽ nóng đến khoảng tầm 80 độ thôi. Xong rồi sau đó cô sẽ tắt bếp đi. Vâng. Thế này. À, cô ngâm à? Để nó chín âm một chút thì miếng cá nó vẫn còn chắc. Nó chín và nó vẫn chắc cá. Vâng. Ừ. Như thế nó sẽ ngon hơn là mình cái luộc chín trực tiếp của nhà. Luộc chín thì nhỡ tay một tí thì cá nó lại thành nát. Rồi, vâng, cháu hiểu rồi. Cô kiểm tra cá này. Đây, cô sẽ thử này. Này. Đó. Cá sẽ xâm vào nó gần được. Vâng. Đấy, đây này. Lúc này là nó đấy. Vẫn kiểu có hơi dai dai bên hơi trong. Hơi dai dai một tí bên trong. Vâng. Thì là sau đó là cô sẽ tắt bếp. Vâng. Ừ. Sau tắt bếp cô để cô ủ khoảng tầm 5 cho đến 7 phút. Sau đó là cô vớt. Vâng. Sau đó cái tầm đấy là bắt đầu là nó đủ chín vừa. Nó đủ chín, nó chín tới thì là miếng cá nó sẽ rất là ngon. Khi cô bóc ra này, đây con cá nó hai cái bên cạnh của nó hơi cong lên một chút. Đấy, bây giờ là cô vớt cá này, nó hơi cong hai cái bên cạnh cá này nó hơi cong lên một tí coi như là cá đủ độ chín này. Vâng. Cô sẽ vớt làm hàng cá như là hàng hoa ấy sao. Vâng. Ôi nhìn miếng thịt cá nó vẫn cứ kiểu đấy, nó hơi... vẫn tươi hồng hồng vâng, như vâng, thế mà cái độ hồng. Ngọt nó vẫn giữ nguyên ở trong cái miếng cá. Vâng. Đấy. Còn cái nước này mình sẽ giữ lại để mà mình làm nước dùng đúng không? Làm nước dùng. Sẽ cho vào cùng với cả xương cá và đầu cá. Vâng. Rất là thơm. Đấy, bây giờ là khâu gỡ cá. Lần từng miếng xương một vì cá quả thì nó cũng ít xương răm, không có xương răm. Vâng. Nên là cái khoảng nào mà có xương thì bọn cô đã biết rồi. Khi mà mình nhấy vào có xương là mình cảm nhận bằng tay, mình biết được luôn. Ừ, mình cảm nhận bằng tay. Đây, đoạn này là nó có nhiều xương nhất đấy cô nhỉ? Đoạn này có nhiều xương đấy. Nó là giáp danh như phần lưng với cả phần bụng. Cô vừa gỡ cá vừa nói chuyện với khách được mà. Vâng. Mình lấy tay mình để như thế này này, nó gợn tay một cái thì... Nước này thì để cho cái xương nó không dính lại vào cá.
Hay mà luộc quá một tí thịt nó nát là cũng khó hơn cô nhỉ. Đấy, ta bảo là gỡ bằng tay nó đều tăm tắp nó khó lắm cháu ạ. Cá nó phi lê còn lúc còn sống cơ. Vâng, cái này mình lại không thái lúc sống rồi cô nhỉ? Không, không thái được. Thái nó lại mất vị như này, xong sau đó mình cho vào mình tẩm ướp. Thường cô mà gỡ hết cái chỗ này mất nhiều thời gian không? Cô gỡ mất khoảng tầm 20 phút. May là cá này nó cũng ít xương rồi nhỉ? Thì nó còn nhiều xương thì. Đây cháu xem miếng cá này. Dạ. Con cá nó sẽ đúng tầm như là thanh niên ấy. Đấy, nó đúng là thanh niên thì nó chắc da chắc thịt. Vâng. Đấy. Đây. Đây, miếng cá này đều tăm tắp như thế này. Đấy. Mình sẽ phải chọn những con cá nó đúng cái tầm. Đấy, nó đúng tầm như thế này. Đây. Vâng. Nó sẽ rất là ít xương. Cá quả thì gần như là không có xương răm. Đây đều tăm tắp như thế này. Vâng. Đấy. Thì cô cũng gỡ nhanh thôi cháu ạ. Đây nhá, này. Như thế này đúng không? Thì cháu sẽ lật con cá, cô sẽ lật con cá này lên này. Nó cô vuốt từ cái đoạn này. Đây. Vâng. Đây nhá. Nhìn này, đấy, có xương. À mình vuốt ở phần phía ngoài này. Ừ. Là kéo được hết đấy, xương kéo ra được luôn. Hết xương ra luôn. Đấy. Đây là cô sẽ kéo được hết xương ra. Đấy. Cái phần này nó cũng có xương chứ cô nhỉ? Không, đoạn này không có. À, nó chỉ có ở cái phần bên trên. Bọn cô làm này. Kinh nghiệm là chỉ trong tầm 1/3 của con cá thì nó có cái đoạn xương này thôi, còn ở dưới thì là không có xương nữa. Vâng. Đấy, sau đó cô sẽ tách này, cháu nhìn này, cô tách miếng cá ra như thế này. Vâng. Đó. Đấy đúng rồi, cháu thấy là nó cũng gần như là đấy. Vâng, vuốt để mình kiểm tra lại. Vuốt để kiểm tra xem có xương hay không. Vâng. Đấy, mình sẽ vuốt như thế này. Đó. Vâng. Xong rồi sau đấy là cô cứ thấy là bấm ngón tay vào là tách. Vâng. À mình miết thế để cho nó vỡ đều ra. Ừ, nó vỡ đều con cá ra. Thế đến lúc trong quá trình mình ấy thì nó sẽ có thể nó sẽ dài, nó sẽ ngắn, nó sẽ vỡ theo cái thớ cá thì nó nóng mà. Ừ. Đấy. Nói chung là cá này thì nó mềm, nó không tránh khỏi được cái việc nó vỡ lan sang bên nọ bên kia. Đấy, cháu thấy này, rất nhanh, cháu trắng không? À cái này tay cũng phải khéo không là vỡ cá. Làm vừa làm và nâng niu miếng cá. Vâng. Thỉnh thoảng mà vớ được mẻ cá rô đồng như ở quê gửi ra ấy. Vâng. Thì cô cũng làm, lúc đấy thì cô lại ý ới gọi khách. Hôm nay có cá rô đồng đấy. Ừ, hôm nay cá rô đồng đấy. Đây, gỡ xong cái là cô tẩm ướp. Cái nước mắm này của nhà cô thì cô cũng đặt nước mắm quê lên đấy. À, đây là nước mắm quê, cháu nhìn nước mắm nó sánh và ngon như thế này cơ mà. Vâng. Đó. Nhìn cảm giác như nước nguyên chất thôi cô nhỉ? Ừ, nước mắm nguyên chất. Cộng với lại cả một chút như kiểu là nước giềng vắt thì cô đã chế biến sẵn ở trong này rồi. À. Ừ, cô cũng chả giấu nghề. Nước giềng thì là nó có tác dụng là nó sẽ tẩy cái vị tanh của cá và nó sẽ làm chắc con cá cùng với nước mắm cốt. Đây là nước mắm cốt này. Vâng. Đấy, sau đấy là cháu sẽ thế này. Cháu sẽ rải đều lên mặt cá như thế này. Vâng. Xong là cứ 15 phút thì cháu lại chắt ra một lần. Chắt một lần thì lại để tiếp tục lại để lên trên miệng cá. Thế là sau đó thì cứ 15 phút thì cháu lại cô lại gỡ, cô lại chắc cái nước chắc này ra. À, đấy. Rồi để cho nó đỡ bị mặn quá. Đỡ bị mặn quá. Đúng. Bên dưới xong là sau đó là cái nước nó chắt ra thì nó sẽ này thì là cô lại rải lên cứ tầm 15-20 phút thì lại như thế này một lần. Cứ làm như thế. Thế bao giờ cho nó đủ cái lượng mắm thì thôi đúng không? Ừ, đủ cho lượng mắm nó sẽ ngấm đều vào con cá. Thế là cô cứ thế, cô sẽ ướp được khoảng trong vòng 1 tiếng sau đó là cô sẽ bỏ lên trên bếp. Cá của nhà cô là đây. Vâng, à cái chỗ cá quả này là cô đã làm xong rồi đấy hả cô? Ừ, cô làm xong rồi đây. Đây là cá thành phẩm của nhà cô. Chiên đây là cô om trên bếp khoảng tầm từ 2 tiếng rưỡi cho đến hot 3 tiếng. Cái này là cô đang để cho nó nóng lại đây. Đây. Vâng. Bây giờ là đang có khách ăn. Đây, một bát bún của nhà cô. Cô đang làm bún cho khách. Có thể rau là khách ăn đến đâu thì mình trần đấy cô. Rau muống thì cô sẽ luộc trước. Nhưng mà rau cần thì khách ăn đến đâu là luộc đến đấy thì nó sẽ nóng. Món bún cá của nhà cô là ăn hành tím sống. Ừ, chứ mình không có xào. Không, ăn tất cả đều của nó là vị tự nhiên hết. Vâng. Ừ. Sẽ có người thích ăn tóp mỡ, có người không. Thường là cô sẽ cho thêm khách một chút tóp mỡ. Một hai miếng tóp mỡ nhỏ nhỏ vào nữa. Rồi, cho cô chan nước. Nước nó sẽ trong như thế này, nhưng mà cái độ ngọt của nó thì cực kỳ tự nhiên. Và nước bún cá của nhà cô là nước đó có vị đậm. Là chan một chút nước thôi. Đây, bình thường là như thế này. Mình chỉ chan nó hơi như này thôi thì nó như là nước của canh bún ấy. Vâng. Sẽ như thế.
Khoa ơi. Con có ăn luôn chứ được. Mình hôm nay đi ăn hơi muộn chị nhỉ? Thế à? Mình ở trong khu này luôn hả chị? Hay là mình đâu ạ? À, vâng. Đây cái này cô ấy xong làm tóp mỡ rồi. Ừ, mỡ thì để làm nước hàng diêm cá, còn tóp mỡ này thì sẽ nóng, khách ăn cũng rất là thích. Vâng. Cái tóp mỡ này ngày xưa thì cũng thực ra cũng không làm gì, nhưng khách thấy ngon đấy. Khách hỏi là bây giờ tự nhiên là trong bát bún cá của mình là khách cũng yêu cầu thêm cái tóp mỡ này. Vâng. Nó rất là thế gốc trong cái bún cá Thái Bình thì không có, không có tóp mỡ, mà tại vì là khách thấy nó tươi mà ngon ấy. Vâng. Khách bảo cô cho cháu xin vài miếng vào đây, thế là bây giờ là đương nhiên là các bạn đi vào là ai cũng thích ăn món tóp mỡ. Vâng. Và còn mấy củ bán củ phủ đốt nhá. Chị Áng ơi, cho khách. Ăn bún hả Thành? Bắt cái này đi, bắt cái làm đi. Chú đi ăn buồn anh chú. Vâng. Làm bún ăn luôn nhá. Quen rồi đấy, khách ăn như nào là biết, có bạn thích ăn tóp mỡ các bạn không? Vâng. Đây cũng là khách quen của cô. Đây là khách quen. Chú hay ra đây ăn bún cá không chú? Có. Ngày nào sang đây ăn. Thế à? Vâng, chú gần đây à? Gần đây. Món này với cả món phở chú thấy thích món nào hơn? Một cái đó là đặc sản riêng của nó chứ. Thế à? Nhìn bát của chú ngon đấy chú ạ. Vâng. Chính ra ấy, thì là cái sợi bún này là sẽ cho vào cái xong ủ. Ủ làm cho gì nó trương lên ấy. Cháu có cảm tưởng như là cháu ăn cái bát ở Hà Nội thì là canh có cái đấy canh gọi là canh bún đấy. Vâng. Đấy thì ở Thái Bình nó là sẽ là bún cá như thế này. À, đấy sợi bún như thế này, nhưng mà ở đây thì cô sẽ trần kỹ cho khách thì nó cũng vẫn giữ được cái độ dẻo của bún. Vâng. Cháu ăn cái canh bún cháu thấy là cái sợi bún kiểu nó hơi nát nát, hơi nát nát kiểu vâng. Cháu ăn nó mềm, vâng. Nó cực kỳ mềm, nhưng mà vâng. Như này thì sợi bún như này cô sẽ đặt riêng và nó sẽ ăn thì nó sẽ vẫn còn cái vị dẻo của bún. Vâng. Đấy. Mùa này thì đang có rau muống và cô sẽ kết hợp rau muống và rau cần. Vâng. Đấy. Đây là thì ở đây là cô này. Có những cái gia vị gì đấy? Đây này có măng này, măng muối vâng. Này, ăn kèm với măng muối thì nó sẽ chống ngán mà nó có cái. Cho thấy đây cũng măng. Là một trong những cái đặc trưng của vùng cá Thái Bình ấy đúng không? Ừ, là đúng phải rồi. Có măng muối. Vâng. Cái này là cô tự muối. Cô đúng tự muối, tự luộc, tự muối. Vâng. Nói chung những cái gì mà về cơ bản là cô tự làm. Vâng. Cái món bún cá Thái Bình trước nay có một cái đặc trưng đó là nếu không cái mùa rau rút. Vâng. Rau rút thì nó sẽ tăng hương vị của cái món bún cá rất là. À. Mùa rau rút thì là chính ra là sẽ là ngon nhất. Nhưng mà ngược lại là rau cần kết hợp với lại cả cá quả cũng rất là ngon. Rau rút thì có những cái tháng nào trong năm là có rau rút? Rau rút là bắt đầu từ tháng 2 âm lịch, từ cuối tháng 2 đầu tháng 3 âm lịch cho đến cuối tháng 6 thôi. À, chỉ có 3 tháng đấy thôi à? Chỉ 3 tháng, 2 tháng rưỡi cho đến 3 tháng. Vâng. Sau đấy thì nó vẫn có nhưng mà nó có cái dai quá thì nó không còn thơm không nữa. Không được ngon. Mình sẽ bán đến chớm hết vụ cái là thôi thì chuyển sang món khác. Chứ còn vâng. không theo đến cuối vụ thì là lúc đấy rau nó sẽ không còn ngon nữa. Cháu nhỏ có ăn rau không? Có. 3 bát đầy đủ rau. Vâng. Với cả một bát không. Có nhỉ? Còn ơi. Có nước không? Còn bún nước không? Không, cô chỉ có bún cá ít nước. Cháu bán bát trẻ con nữa. Ba bát bình thường với cả cô đưa một bát không thì cháu sẽ san ra cho em bé hay là cô vâng. Rồi. Nhà mình hôm nay đi ăn hơi muộn này chị nhỉ? Vâng ạ, nhà em phải xá lắm anh ạ. Về đây vừa đi ăn vừa chơi. Thế à? Em nghe giọng chị như giọng Thanh Hóa Nghệ An nhỉ? Thế mà em ở đấy từ 2005 thôi cơ anh ơi. À thế à? Thế mình có ở gần đây không chị? Em ở dưới Phạm Văn Đồng ấy. Phạm Văn Đồng. Ăn ấy. Ồ thế à? Giao lưu. Đúng rồi. Ngoài, đúng rồi. Đấy. Em ơi, bốn hàng bài đi nhà chị mất bao nhiêu khách?
Lâu lâu có gì phải lên. Thế nhà cô trước là bán là 40 hàng bài. Không, đó. Khách 40 hàng bài, các anh như sang đây một ngày nhà cô mất đâu. À, cơ quan đấy. À vâng. Vâng. Cho một bát cho em bé nhá. Anh ăn bún cá Thái Bình anh thấy có hợp không anh? Con có ăn rau không? Em thấy ở đây chạy là ngon. Đây, cháu xin chú. Vâng. Chúc ngon miệng nhá. Cô cháu cái này bao nhiêu đây chú? Bán này bao nhiêu tiền đấy ạ? Bà chú ơi, bán này bao tiền nhỉ? 35.000 chó. 35.000 ạ. Vâng, đây cháu cảm ơn chú. Vâng. Đây, sau khi mà mình quay xong hết rồi thì mình gọi một bát 35.000. Đây các bạn này. Bún cá Thái Bình 35.000. Mình thấy là cái đặc biệt của bún cá Thái Bình là đây là cô làm rất ít nước các bạn ạ. Là người ta làm rất là ít nước, người ta không làm giống như kiểu bún của mình là nó sũng nước, nó đầy lên cả bún. Đây chỉ sấp sấp như thế này thôi. Nó cái lượng nước của nó nhiều hơn bún trộn với cả phở trộn của Hà Nội. Đấy, nhưng mà nhìn thì cũng rất là hấp dẫn luôn. Đây là lần thứ hai mình quay bún cá Thái Bình rồi thì lần trước mình ăn mình cũng thấy là rất là ngon. Lần đấy là mình quay ở trên Thái Thịnh các bạn ạ. Mình ngồi ở đây là để cho nó thoáng. Các bạn thấy không? Cái không gian đằng sau thì đằng sau người ta lại làm cái quán bún riêu khác. Mình thấy là quán này thì cũng khá là đông khách. Ngồi cái không gian thoải mái như chắc các bạn cũng biết mình rồi là mình rất thích ngồi cái kiểu vỉa hè như thế này. Mà đặc biệt trong một cái gian nhà cổ gọi là đây là biệt thự Pháp các bạn ạ. Cũng có thay đổi khá là nhiều rồi. Nhưng mà mình ngồi đây thì mình vẫn cảm nhận được một cái gì đấy mà kiểu như là cái không khí của người Hà Nội ấy. Ở phía trên này. Trên này thì mình thấy là vẫn còn kiểu dạng cái kiến trúc cũ ấy. Nó cũng còn không có quá nhiều đâu. Bởi vì là mình thấy là người ta cũng đã cơi nới nọ kia ra nhiều rồi. Ok, bây giờ mình mời các bạn cùng trải nghiệm với mình cái món bún cá Thái Bình này các bạn nhé. Kể ra bây giờ thì ở Hà Nội mình thấy là cũng có nhiều người ta đã bán ra đây. Nhưng mà để mà muốn ăn thì nó không phải là sẵn lắm. Ở đây thì cô sử dụng là cái ớt chưng này. Ớt chưng. Mình lần trước mình ăn mình cũng thấy là người ta cũng sử dụng cái ớt chưng này. Giấm tỏi này. Quất này. Đây nói chung là nhìn khá là đơn giản đúng không các bạn? Nhưng trong cái đơn giản này thì mình lại thích nó. Đấy. Ok, à, được rồi. Mời các bạn nhá. Đây các bạn nhìn kỹ hơn cái bát bún cá nhá. Đây bên trên này hơi có cái váng mỡ một tí này. Nước ít thế này rồi các bạn này. Đấy đúng là cũng nhiều hơn bún trộn của mình đúng không? Đấy, ở đây thì cá này, cá cô rim này khá già, như kiểu là rán xong rồi mới rim ấy các bạn. Đây, cảm giác là cái miếng cá nó khá là cứng nhá các bạn nhá. Cái thịt cá nó hơi bị kiểu ở đây này, nó tạo thành như kiểu là phần ruốc ấy các bạn. Đấy, thôi mình cứ ăn thử cái miếng cá này trước. Rồi rẽ phải với mình đi, rẽ phải đi vào nhà. Đây ba bạn là một tốp đúng không? Ăn miếng cá thì nó hơi rắn rắn, cảm giác săn săn này. Cái phần thịt này khi mà mình nhai vào thì cảm giác như kiểu là cảm nhận như kiểu là ruốc ấy các bạn nhé. Khá là ngon. Nước nha, mình thử phần nước nha. Cá thì cũng đậm đấy các bạn nhé. Nước này. Cái phần nước này nó cũng đậm đà các bạn ạ. Trên này thì có nhiều, rất là nhiều măng các bạn nhé. Măng này. Đây cô cho một chút cái ớt này vào này. Thế này có thì là này. Đấy, có rau cần này. Gì nữa? À, ở đây còn một cái nữa là cô ấy có sử dụng là cái hành tím này. Đấy. Hành tím như sống luôn đấy chứ không phải là chín đâu. Rau muống này. Rau muống này còn gì nữa? Đây, có một chút cái tăm mỡ. Rồi, ok. Mời các bạn nhá. Mình ăn miếng bún này. Bún ở đây cô sử dụng là sợi to. Cái sợi bún này là cô ấy dùng như là cái sợi của cái bánh canh ấy các bạn. Mình thấy là bánh canh thì người ta, cái này là cái sợi này người ta có sử dụng là bột năng. Do đó là khi ăn vào thì cái sợi bún thì là nó mềm nhưng mà nó vẫn có cái độ kiểu là mẩy mẩy của sợi bún ấy. Lúc đấy thì mình có hỏi cô bảo là ăn cái sợi ăn cái bún cá Thái Bình này là mình phải trộn lên, nó giống như là bún trộn với phở trộn mình ấy. Nhưng trước khi trộn thì mình cũng muốn ăn thử cái kiểu như này trước hả?
phần thịt cá đấy khá là dai chắc đấy. Có chút hương thơm của thịt là này. Giòn giòn của phần cần, ăn cần giòn. Tí nữa mình trộn sau các bạn nhé. Mình cứ phải thích ăn cái kiểu này hả? Cái cá này có lẽ là cô cũng đã kiểu cô chiên qua một chút rồi. Cô chiên qua xong bắt đầu cô mới rim. Ăn nó có cái độ dai chắc của thịt cá. Thịt cá thơm và ăn nó có độ đậm, nó hơi đậm thôi nhưng mà không đến mức kiểu bị mặn đấy các bạn. Thịt này thì là thịt trưng này, không phải rán này. Nhà bên cạnh đây có những cái miếng mình cảm giác như là cũng đã rán rồi. Cái miếng này rán già luôn rồi này. Ăn cái món này thì nó dễ ăn lắm các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ cho thêm một ít ớt vào nhé. Mình có cái cách ăn nó khá là dị các bạn ạ. Không biết là các bạn có giống mình hay không nhưng mà ví dụ khi mà cho ớt nhá, không bao giờ mình sẽ trộn hết lên hoặc là mình hòa tan ớt ngay vào toàn bộ cái bát của mình, mà bao giờ mình chỉ làm một góc thôi. Mình làm một góc thế, lắm lúc là mình ăn được chỗ có ớt, chỗ không có ớt nó cũng thay đổi cái vị đi. Đây, mời các bạn. Ăn thêm vào măng này nó có cái độ chua chua của măng này các bạn này. Chua chua, măng này cũng cay đấy các bạn nhé. Ăn vào miếng cá thì dai dai, ngay vào miếng hành tím thì ngọt ngọt, hăng hăng của hành tím. Nó hơi hăng thôi, nó không làm mình khó chịu đâu. Thoang thoảng cái vị hăng hăng của hành tím. Và cái hành tím này nó cũng giòn nữa. Mình thử test thêm một tí giấm vào. Đây là lần đầu tiên các bạn thấy mình cho giấm vào trong bún phở đúng không? Mình cho một tí thôi. Bởi vì là như này các bạn ạ, là cái mà bún cá này thì đặc trưng của nó lại kiểu mang hương vị đậm ấy. Nó mang hương vị đậm. Đấy, không mặn đâu các bạn nhé. Nhưng mà mình thử cho một chút để xem nó trung hòa cái, nó trung hòa lại cái hương vị xem nó thế nào thôi. Có vẻ như còn ngon hơn nữa. Ăn cái này nó dễ ăn các bạn ạ. Bạn ơi, tắt máy giúp mình với. Cho mình cá này. Tắt máy đi. Măng này. Bây giờ mình bắt đầu mình mới trộn hết lên. Ăn test các kiểu con là điều rồi thì bây giờ mình mới trộn lên. Mình nghĩ là đúng là ăn cái bún này có khi là mình phải trộn lên thật thì nó sẽ tổng hòa được nhiều hương vị hơn. Vì ở đây thì các bạn thấy là nó có măng chua cay này. Những cái thịt cá này này khi mà mình trộn lên là nó cũng có những cái phần nó vỡ ra các bạn nhé. Nó tạo ra nhiều những cái miếng cá nhỏ nhỏ như này này. Thì khi mà mình trộn lên mình ăn nó, trong cái miếng ăn của mình nó có nhiều thứ hơn. Nó vừa có cá này, nó vừa có măng này, nó vừa ăn thì cá, miếng cá thì nó đậm đậm dai dai này. Măng thì lại giòn giòn, cay cay, hơi chua chua nhẹ này. Lại có cả rau muống nữa, ăn rau muống thì nó kiểu nó mát mát. Khi ăn là rau muống lại mát mát, hăng hăng một chút của cái hành tím. Đây mình ăn một téo cũng hết. Nhìn có vẻ nhiều nhưng thực ra thì ăn cũng hết nhanh lắm các bạn, mà dễ ăn. Lúc ấy mình thấy một bác ở trong kia, bác ấy nói là ăn bún cá Thái Bình nhiều người còn dằm cái sợi bún ra cho nó gãy các bạn. Sau đấy thì xúc này ăn. Đấy. Ừ.
ăn này có tí măng cay vào các bạn ạ. Măng cay chua chua vào ăn là dễ ăn hơn nhiều, ngon hơn. Đây bây giờ mình đi ăn miếng tôm mỡ này. Ăn kèm với tôm mỡ cũng ngon. Ăn cảm thấy cái miếng ăn của mình nó béo béo, nó ngậy hơn. Tôm mỡ ở đây thì cô chiên nó ở mức độ giòn thôi chứ không phải là nó quá già ấy. Này nó vẫn còn trắng nhưng mà rất giòn đấy các bạn nhá. Nhìn trắng này thôi nhưng mà giòn lắm. Này. Đấy, xong rồi đây các bạn. Ở đây thì mình thấy là cái không gian nó cũng khá là Hà Nội. Bạn nào mà thích kiểu từ nơi khác mà đến đây thì các bạn sẽ thích là vào những cái không gian kiểu là như thế này. Nói chung nó không phải là sang trọng lắm nhưng mà nó được cái là cái không khí các bạn ạ. Theo quan điểm cá nhân mình ở đây thì bún cá ăn nó rất là dễ ăn. Về quán này nói riêng hay Thái Bình nói chung thì mình cũng không biết là nó chính xác 100% hay không. Nhưng mà mình thấy ăn là dễ ăn, từ đầu đến cuối ăn vèo phát là hết bát luôn các bạn ạ. Cá nhân mình thì mình cho thêm một chút giấm thôi để cho nó tạo thêm cái độ thanh cho bún cá. Bởi vì cái hương vị đặc trưng ở đây nó lại là hơi đậm đậm một tí. Đó, bạn nào mà muốn khám phá cái con bún cá này các bạn có thể đến đây xem. Ở đây thì mình thấy là còn có hai cái quán bún nó cạnh nhau, nhìn nó cũng khá là truyền thống, mình thấy là cũng khá ưng mắt đấy. Mình tìm hiểu nếu mà hay nữa thì mình sẽ quay thêm cho các bạn xem. Cảm ơn các bạn rất nhiều, còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Anh ăn ở đây bao lâu rồi? Ăn đây lần đầu nhưng mà ăn ở quán cô nhưng mà chỗ khác. À thế à, thế là kiểu anh là khách quen cô đúng không? Vâng. Thế anh có thể cho em hỏi là điều gì là anh thích cái món ăn đây không? Đây thì cá chuẩn vị, cá nó đậm. À, đậm là chuẩn vị Thái Bình nhé. Vâng. Cá trộn ở đây có, trộn khác thì vẫn chiên lên xong ăn. À đây thế à. Cá biết làm kiểu gì. Vâng. Nhưng mà tóc mỡ thì mình cảm nhận là nó rất là ngậy. Đây thì có tóc mỡ chúng ta nói là cũng quán cô nhưng mà dưới kia không có tóc mỡ. Như thế này cũng có. Cô phải đi từ sớm. Vâng. Em rất là cảm ơn anh ạ.